Chào mừng các bạn đến kênh Trai Ngoại Thành. Hôm nay quay clip đi mua hàng ở quê nha mọi người. Quay clip nha, hôm nay quay clip nha. Đang mua lựu. Giới thiệu các bạn, đây là lựu. Sao giờ mua yến dỗ đi? Lựu nhiêu ký anh? 25. 25 ngàn. 25 ngàn. Lựu này có đạn không ta? Lựu nhổ ghê đó. Lựu này có nổ không? Nó mấy trái kia bật mà, mấy cái này trắng trắng vậy. Cô Hai mua lựu, cô Hai ơi. Ra 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 qua ra mua con quay clip clip coi cô Hai. Có mình đó hả? Rồi rồi lấy gì đi. Bắt chồng hả? Rồi lấy gì tính ba rồi tính em 30 đi. Nhiêu? Ba chục hả? Ba chục. Ba chục ngàn. Bà lựa gì nữa, tôi quay cái clip rồi tư. Chưa có đủ clip. Đá này nhiêu mà? Đá này 20 tí. Để muốn 15. Mấy bực cái môn đây. Nào có chuyện khói rồi. Trời ơi. Nào có chuyện khói. Không. Cá môn nhiêu rẻ không vậy? Cá môn 12 ngàn ký rồi. Cá môn bịch, cái môn nó đi rồi, trời hỏi tiền. Bịch nào ngon vậy? Tôi thấy bịch nào cũng như bịch nấy nè. À, bịch nào cũng như bịch nấy thôi. Mua lựu. Đây, ông chủ đã đi rồi mọi người. Ông chủ đã đi đổi tiền. Ông chủ đã đi đổi tiền rồi, bây giờ mình phá. Về cái này phải bóp muối. Bóp muối nấu canh, bóp muối rửa sạch sạch. Sao tôi mà mua hàng mà cái miệng mà cái chờ chờ bà không có thích bà mày cứ mày kêu. Bà phải vui lên chứ hồi. Bà ơi, mua gì rồi, ta hết, phải đổ muối 8 lần. Bà không có thích. Ta mới đổ muối khoảng 8 lần luôn á. Ta mới muối trà mà không. Tại vì mình chết á. Ông chủ đã tới mọi người. Đây. Rồi, 42. Có 2 ngàn. Ở sau này đây có nè. Sao hôm nay bán ít đồ anh? Hôm nay anh đồ mắc quá anh gì ít. Đây. Đồ hay bị mắc. Rồi. Anh cảm nha. Đồ mắc quá. Mắc quá nên ít đồ. Đồ này mắc. Lụ. Rồi. Đạp xe đi.